Ngày 25 tháng 6, cả nước có 305 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 161 ca. Bản tin dịch Covid-19 tối ngày 25 tháng 6 cho biết có thêm 102 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 305 ca, thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 161 ca. Trong ngày có 190 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam Tính từ 12 giờ đến 19 giờ ngày 25 tháng 6, có 102 ca mắc mới, bệnh nhân 14.436 đến 14.537, 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca, Quảng Nam 3 ca, Tây Ninh 1 ca. 94 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 54 ca, Bình Dương 8 ca, Tiền Giang 8 ca, Nghệ An 6 ca, Đà Nẵng 5 ca, Bắc Ninh 4 ca, Bắc Giang 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Đồng Tháp 2k, Lạng Sơn 1k, Thái Bình 1k, trong đó 85k được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. 190 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 25 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 305 ca mắc mới, 23 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 13 ca Thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca Quảng Nam, 3 ca Kiên Giang 1k, Quảng Ninh 1k và An Giang 1k. 282 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 161 ca, Bình Dương 30 ca, Bắc Giang 22 ca, Long An 22 ca, Tiền Giang 8 ca, Bắc Ninh 6 ca, Nghệ An 6 ca, Bình Thuận 5 ca, Đà Nẵng 5 ca, Hải Phòng 3 ca, Hưng Yên 3 ca, Gia Lai 2 ca, Quảng Ninh 2 ca, Phú Yên 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Khánh Hòa 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Thái Bình 1 ca. Trong đó, 251 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Chiều ngày 25 tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố ghi nhận thêm 667 trường hợp nghi nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đang giả soát, đối chiếu và tiếp tục cập nhật thông tin các ca bệnh lên hệ thống quản lý các ca bệnh COVID-19 quốc gia. Do đó, số ca bệnh còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố trong bản tin sau. Tính đến 19 giờ ngày 25 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.788 ca ghi nhận trong nước và 1.749 ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 11.218, trong đó có 3.175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắc, Vĩnh Phúc. Có 12 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Hưng Yên, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn, Gia Lai, An Giang, Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện 2.799.871 xét nghiệm cho 6.516.009 lượt người. Tình hình điều trị có 190 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 388 ca, lần 2 là 126 ca, lần 3 là 137 ca. Số ca không qua khỏi là 74 ca, số ca điều trị khỏi là 5949 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, một ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh, nam, 30 tuổi, địa chỉ tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Ba ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam, ngày 23 tháng 6 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Một ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh là nam, 62 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngày 15 tháng 6 từ Hồng Kông nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, nam, 28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngày 20 tháng 5 từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, chuyển tự cách ly tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Hai ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 6 tháng 5 từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, thì chuyển tự cách ly tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Có 94 ca ghi nhận trong nước, trong đó 2 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp, một ca là f1 của bệnh nhân 12.560 đã được cách ly từ trước và một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 6 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, trong đó 1 ca là F1 của bệnh nhân 12.439 đã được cách ly từ trước, 4 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 5 ca bệnh ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca bệnh ghi nhận tại thành phố Hải Phòng đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện trẻ em thành phố Hải Phòng. Ba ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến ổ dịch tại huyện Lục Ngạn Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 24 và 25 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 4 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc đã được cách ly từ trước, một ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 24 và 25 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Thái Bình, nam 70 tuổi địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là F1 của bệnh nhân 13.949, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. 8 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang là các trường hợp F1 của bệnh nhân 13.549 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 8 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, trong đó 2 ca liên quan đến ổ dịch công ty Houseway, thành phố Thuận An. 3 ca liên quan đến công ty xử lý chất thải Bình Dương, 2 ca là F1 của bệnh nhân 9094 đã được cách ly từ trước, 1 ca điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 54 ca bệnh ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 17 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 32 ca liên quan đến khu công nghiệp Tâm Phú Trung, huyện Củ Chi, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội ở thị xã Đông Hòa. Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội thêm thị xã Đông Hòa, phong tỏa nhiều khu dân cư có liên quan đến ca mắc Covid-19. Sau khi Bộ Y tế công bố Phú Yên có 8 ca mắc Covid-19, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 25 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Lãnh đạo thị xã Đông Hòa yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ quan làm việc, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Người dân có triệu chứng yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thì phải đến cơ sở khám chữa bệnh để khám, sàng lọc theo quy định, khai báo y tế trung thực, tuyệt đối không được che giấu tình trạng bệnh của mình. Địa phương tạm dừng tắm biển, dịch vụ spa, cơ sở làm đẹp, tiệm massage, sông hơi, các tụ điểm, khu vui chơi giải trí, nhà hàng tiệc cưới, các địa điểm du lịch, tham quan, thư viện, công viên, cơ sở kinh doanh, thể dục thể thao trong nhà, cũng như các trung tâm thể dục thể thao, khu tập luyện, nơi công cộng cũng tạm dừng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch khách sạn nhà nghỉ được phép hoạt động để phục vụ khách đang lưu trú nhưng phải bố trí thông thoáng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan y tế Thị xã Đông Hòa dừng tất cả hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến, không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 20 người trong một phòng. Người dự phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách ít nhất 2 mét. Hiện thị xã Đông Hòa phong tỏa 6 địa điểm gồm ga đường sắt Hòa Hiệp Trung, Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân Nam, ga đường sắt Hảo Sơn và ba ngôi nhà ở xã Hòa Xuân Nam từ 0 giờ ngày 25 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, thành phố Tuy Hòa quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày. Riêng các khu vực đã phong tỏa do có người mắc COVID-19 thì thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày. Riêng các khu vực đã phong tỏa do có người mắc COVID-19 thì thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng trong 15 ngày kể từ 15 giờ ngày 24 tháng 6. Hiện thành phố Tuy Hòa đã phong tỏa quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, khu vực xung quanh nhà 26 Trần Phú, phường 2, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, khu dân phố 5, phường Phú Thạnh, thôn Phú Ân, xã An Phú. 240 người Việt ở Mỹ hồi hương, chuyến bay VN5 từ Washington DC Mỹ đưa 240 người Việt về nước, hạ cánh tại sân bay Cam Ranh Khánh Hòa đêm ngày 24 tháng 6. Đây là chuyến bay đầu tiên của các hãng hàng không Việt Nam đưa công dân từ Mỹ về nước, được nhà chức trách hàng không Mỹ cấp phép trong năm 2021. Chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác, số hiệu VN5 bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner bay từ Hà Nội qua một điểm dừng tại sân bay Anchorage của Alaska để tiếp nhiên liệu, sau đó máy bay đến Washington DC đón hành khách, rồi bay qua Alaska bay về Việt Nam. Chuyến bay có hành trình khứ hồi kéo dài hơn 36 tiếng, khởi hành từ sân bay Nội Bài vào sáng ngày 22 tháng 6 và hạ cánh an toàn tại sân bay Cam Ranh lúc 0 giờ ngày 25 tháng 6. Hãng bố trí tổ bay gần 30 người, gấp đôi so với chuyến bay thường lệ đến châu Âu để đảm bảo sức khỏe cho tổ bay. Chuyến bay áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cấp độ 4, mức cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn Covid-19 của hãng để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Thành viên tổ bay và hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu bay, mặc đồ bảo hộ, hạn chế tiếp xúc trong hành trình cách ly tập trung khi trở về nhà. Đầu tháng 6, Vietnam Airlines đã xin cấp phép 12 chuyến bay đến Mỹ trong năm 2021 để đón công dân Việt Nam về nước. Công tác xin cấp phép của nhà chức trách Mỹ là khâu phức tạp nhất, mất 2,5 tháng để hoàn thành. Năm 2020, hãng đã thực hiện hơn 20 chuyến bay giữa Việt Nam và Mỹ. Người trên 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh tạm thời chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai, những trường hợp trên 65 tuổi tạm thời chưa được lập danh sách tiêm chủng. Ngày 25 tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở ban ngành, phòng y tế thành phố Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn về việc tiêm chủng cho người trên 65 tuổi. Theo Sở Y tế, trên cơ sở số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 6, thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm chủng đợt 4 quy mô lớn cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Theo đó, người trên 65 tuổi là đối tượng được ưu tiên tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Người trên 65 tuổi cần thận trọng tiêm chủng và phải được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức chiến dịch tiêm chủng đợt 4 tại các điểm tiêm trong cộng đồng, không phải cơ sở y tế. Do đó đối với người thuộc nhóm ưu tiên nhưng trên 65 tuổi thì tạm thời chưa lập danh sách tiêm chủng trong đợt này. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 886 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất thương nhân tại các chợ truyền thống sẽ được hỗ trợ từ 150.000 đến 300.000 đồng trên một tháng, áp dụng trong thời gian 6 tháng kể từ tháng 7 tới. Còn với các hộ kinh doanh, khu vực thực hiện nguyên tắc của chỉ thị số 16 phải dừng hoạt động sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ. Người lao động tạm hoãn công việc, nghỉ việc không lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được đề xuất hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người, hỗ trợ thêm 1 triệu đồng nếu là người lao động đang mang thai hoặc hoặc là đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi, tổng kinh phí hỗ trợ là 886 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nhiều điểm dịch tễ mới, số ca dương tính trong cộng đồng tại địa bàn đông công nhân tiếp tục tăng cao vượt ngưỡng 200 ca và xuất hiện nhiều điểm dịch tễ mới. Ngày 25 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết tới sáng cùng ngày đã ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 mới. Như vậy tổng số ca nghi mắc trong cộng đồng tại Bình Dương từ đợt bùng phát dịch thứ tư tới nay là 201 ca. Trong 10 ca nghi mắc mới sáng nay thì có 7 ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa trước đó. Có một ca liên quan đến F0 tại tòa nhà Flemington, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến các ca cá mắc mới, qua truy vết đã phát hiện thêm một số điểm dịch tễ mới tại các khu nhà trọ hay nhà máy như nhà trọ Tám Riêng, nhà trọ Kim Oanh, nhà trọ Trần Văn Cao, công ty Wanex 4, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, công ty Wanex 1 tại Thủ Dầu 1, công ty Phát Đại Tiến, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước, Khánh, công ty Evertech, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên các trường hợp F1, F2 khác đang được tiếp tục điều tra truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn. Trong đêm ngày 24 tháng 6, Sở Y tế Bình Dương đã lấy 4.000 mẫu xét nghiệm, mẫu gộp cho khoảng 40.000 người dân tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An là nơi có đông công nhân và nhiều ca mắc. Dự kiến sau 24 giờ sẽ có kết quả xét nghiệm.